cổ động viên cùng với toàn thể bà con nhân dân thực hiện kế hoạch số 61 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền về việc tổ chức giải đua thuyền truyền thống xã Quảng Điền năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 nhằm phát huy phong trào thể dục thể thao quần chúng của toàn dân trong xã với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung nguồn lực của địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên và các thuyền đua, đồng thời nhằm tập dượt và củng cố lại các thuyền đua để chuẩn bị tốt cho giải điều thuyền truyền thống do huyện và tỉnh tổ chức nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023. Chúc cơ! Chúc! Là chúng ta xuất phát từ phía bên phải của Tiêu. Đấy, xuất phát phía bên này. Và khi về á, về đích á, là chúng ta phải về phía bên trái của Tiêu. Còn nếu mà thuyền nào mà xuất phát bên phải Tiêu mà về lại đâm cái mũi vào bên phải Tiêu là thuyền nó bị lọt. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có 4 lần đua thì đã có số thứ tự cụ thể rồi. Các thuyền chúng ta chấp hành đua đúng theo lần đua của mình. Nếu mà thuyền nào mà đi qua lần đua của thuyền khác thì cũng sẽ bị lọt. Thank you.
Thank you.
vàng hay là áo rách là đội áo đỏ á. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay mà quay không rõ hả? Đấy. Xin chào chúc mừng lễ hội đội 10 thông tư.
Và chúng tôi xin mời đơn vị đội 3 thông qua lên phía trước. Xin đại đoàn giới thiệu đồng chí Hồ Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, lên trao giải nhì cho đội 3 thông qua. Không biết đội mới nè, dạ, đội bãi vô địch. Bây giờ nói đội nào nghe đội đó.